Chuyện làm rồi mà tôi không có chuyện làm thì tôi làm chuyện đó. Làm sao bằng bán giàn thọ? Nắm bắt được một lần hà, còn này nó mặn cái này nó có tiền hoài, tháng nào cũng có tiền hết trơn. Không có cho tiền không? Cho. Tháng nào thôi sao? Hay lâu lâu mới cho một lần? Cũng khi cho hoài à. Về 3 tháng mới gửi. Nhau này được à? Nhau này được. Cho hoài được. Bởi vì tôi hợp với nó nhiều đó đó. Ừ, Linh chào. Dạ. Đây là... dạ chào cô. Dạ tôi tên Trương Thị Ánh, ở tỉnh Sóc Trăng. Xin mời chị giới thiệu mình. Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Em tên Nguyễn Thị Thiên An, 40 tuổi, ở quận Bình Tân. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Chị làm được 11 năm. Wow. Vậy chị có mấy bé rồi? Chị hai bé, bé lớn 10 tuổi, dạ, học lớp 5, còn bé nhỏ mới 8 tháng, hai trai. cách xa nhà quá hả? Cái ngày đầu tiên cách đây 11 năm đó, cô thấy người con gái này xuất hiện, cô có ấn tượng gì không? Thấy thì tụi nó thương nhau á, nó dẫn nhau về. Rồi cái nó nói nó thương thì thấy nhỏ mình thấy mình cũng đồng bằng lòng, thấy cũng được. Nói chuyện nó cũng đàng hoàng, cũng lễ phép, rồi đàng hoàng dốc dáng là nó mình coi mình cũng dữ. Cũng dữ á. Còn cái lần đầu tiên khi mà mình gặp mẹ chồng đó chị, mình thấy điều gì ấn tượng không? Có, thấy mẹ rất hiền, chất phác, dạ, miền Tây. Thấy là thích liền. Người dân quê tôi Sóc Trăng mà đã bao mùa dầm mưa dại nắng ha. Khi mà cô dâu về nhà mình rồi đó, có chăm sóc mẹ chồng được tốt không? Cũng tốt lắm Lên, mà về nó cũng mới mà nó về nó mua sườn heo rồi nó nấu đồ ru rồi cho ăn, thấy nhỏ này cũng được. Nhưng mà sao đó, ngoài cái món đó còn món gì không? Đám cưới về cái về nhìn ở có 3 ngày cái rồi đi lên trên này ở luôn. Mấy ngày đầu nó làm gì trong nhà nè? Trong nhà hồi mới đám rồi là dữ lắm công chuyện, dọn dẹp rồi dữ lắm. Dọn rồi làm gì trong nhà nữa? Làm dọn dẹp nhà cửa rồi chén bát nồi cơ đồ gì đó, mới đám rồi là đồ dữ lắm. Nó rửa luôn? Ừ, làm dữ lắm. Nó giặt quần áo cho mẹ chồng? Có luôn mà. Giỏi vậy ta? Giỏi lắm. Rồi có ra gì? Đi đồng... rồi uổng nữa, nó đi trên này nó làm ở nhà uổng nữa, không có ai làm. Đi uổng quá. Mình có biết được rằng mình với mẹ hợp nhau điểm gì không chị? Hợp lắm, hai người giống như đơn giản, không chị cũng không sửa soạn gì hết á. Dạ. Mặc đồ đồ bình thường đồ vậy thôi, là giống như ở dưới quê vậy đó. Dạ. Áo dài lâu chưa cô? Áo này cũng lâu rồi, lâu rồi, hồi xưa lần á. Bao nhiêu năm mà nhớ không? Cũng có 10 năm rồi ạ. Cũng lâu rồi. 10 năm rồi. 10 năm rồi. Hồi đó giờ con dâu tặng đồ nhiều không cô? Nói chung là dâu tặng không à. Dâu này dâu Úc. Mấy dâu kia có tặng không? Cũng có, mà dâu Úc nó tặng nhiều hơn. Nhưng mà tặng rồi cô có vừa ý không? Cũng vừa, nó cho tặng gì mặc mấy à, không có cửa chê vậy chứ. Không có chê vậy chứ. Mà cho tặng gì mặc mấy à, áo bộ chứ, bộ. Ủa, nó có tặng đồ bơi không? Không có đồ bơi, không có tặng đồ bơi. Nó biết mình không có mặc đồ bơi, nó không có tặng. Bữa nào tặng bà đồ bơi? Rủ nội đi rồi đi Vũng Tàu rồi đi, mà nói không mặc, nó mặc đồ bình thường. Tôi thì không có mặc đó. Kệ, bữa nào mặc, bữa nào mặc thử bữa. Không, hồi đó giờ không có thích mặc đồ bơi. Chơi luôn, kệ, chơi luôn. Hai mẹ con mình ở xa nhau quá rồi, có thường xuyên liên lạc với nhau không chị? Cũng thường xuyên lắm, gọi điện Messenger. Nội biết hết, nội gọi luôn à, nội luôn. Vậy được Facebook luôn hả con? Dạ, có Facebook luôn, nội có máy nó cho điện thoại đó, lên Facebook cô thấy luôn à. Nhưng mà cô biết chơi xài Facebook không? Biết. Ổng ở nhà có xài không? Ổng không có đâu, tôi còn biết quẹt quẹt là ổng không biết gì đó. Ổng không biết quẹt quẹt gì đó đó. Phải chỉ ổng chứ. Chỉ ổng bà cái ông cái comment qua lại thả ổng tim có, rồi đó. Ổng không có, ổng có ông hài bụi bắp không à. Cô cảm giác rằng con dâu mình có điều gì mà chưa hợp với mình không? Tôi thấy thì từ đó tới giờ cũng như nó không ở chung với tôi thường. Tính tình cũng hợp với nhau, không có thấy gì mà chắc chở hết trơn á. Hợp lắm hả? Hợp. Tôi trồng hoa, nó không trồng hoa nữa. Ừ, nên hợp cái đó đó, hợp trồng hoa đó. Trời, trồng gì chị? Hoa hồng, kết hoa. Hoa hồng, hoa thọ, bông thọ rồi trồng tết rồi trồng dữ lắm. Trồng nhà đó, có giờ đang giờ rồi, 3 bụi hoa hồng. Trời, dữ ta, chơi hồng luôn hả? Hồng leo luôn. Hồng leo luôn á. Ôi, dữ luôn. Em thích chơi bông vàng thọ hả? Bông thọ thì tết tôi trồng. Tết em trồng. Trồng để trưng thôi hả chị, hay là trồng nhiều trồng lắm, chơi trồng vậy mấy đó, trăm, tại... mấy ngàn, cả ngàn cây, mấy trăm cây thôi, dưới quê, Rồi đó nội thì trồng bán. Trời, trồng hoa hồng khó lắm á nha. Không có bông thọ nghe, hoa hồng thì trồng mình trồng vài bụi mình làm kiểng thôi chứ không bao trồng hoa hồng. Thọ là bán hả? Dạ, bông thọ là bán. Dạ. Vậy là suốt vất vả lắm á cô hả? Nhưng cực lắm, xăm chóc tối ngày luôn. Xong rủ nó về phụ. Nó không có chuyện làm rồi, tôi không có chuyện làm thì tôi làm chuyện đó.
làm sao bằng bán vàng thọ. Năm bán được một lần hà, còn này nó mặn này nó có tiền hoài, tháng nào cũng có tiền hết trơn. Không có cho tiền không? Cho, cho. Tháng nào thôi sao? Hay lâu lâu mới cho một lần? Cũng khi cho hoài à, vài ba tháng nó gửi. Nhau này được à? Nhau này được. Cho hoài được. Bởi vì hợp nó nhiều đó đó, hợp nhiều là cho tiền đó. Thì lên chăm sóc con á, con dạ, cháu á, cháu có bao giờ nó trách mình gì không? Trời, làm hoàn toàn luôn, không có trách được gì hết trơn luôn. Lúc đẻ là lên đó luôn? Lên đẻ lên luôn. Luôn rồi vài ba tháng về thăm ổng một lần vậy đó. Cũng về thăm ổng nữa? Về chứ, đâu bỏ được. Nhớ ổng không? Nhớ. Đừng có cách xa hạnh phúc của người ta nha. Mà cũng nhớ á. Nhưng mà cô ơi, có điểm nào mà cô chưa hài lòng ở chị không? Nó không ở gần ngủ với mình thường á. Dạ. Lâu lâu nó về lần thì nó làm ngầu được, chứ không có thấy nó làm chuyện gì mà cho chứ sai với mình hết trơn á. Nhưng mà bà là chồng chăm sóc cháu đó, thì có hài lòng với em không? Có điều gì mà không hợp với em không? Dạ, hợp lắm. Ăn uống cũng hợp luôn, món rồi mẹ nấu gì cũng ăn. Chăm con có hợp không? Chăm con cũng hợp nữa. Mẹ chăm kỹ lắm. Ờ, chăm kỹ lắm. Hồi xưa lúc em sanh đứa đầu mẹ ba chăm không á, vô bệnh viện nuôi rồi lúc đó em mổ vệ sinh đâu đâu có làm được mẹ ấy không á. Còn mẹ ruột thì đi vòng vòng ngoài mẹ ruột, còn bà nội là người chăm không á. Thì thường quá hả. Chị có những cái kỷ niệm nào mà về mẹ chồng mà đáng nhớ không? Mẹ sanh đứa đầu tiên lúc mà nội chăm chị trong bệnh viện á, chị bị tiền sản giật, nội chăm á, nội lo đồ chăm như con gái vậy đó, lúc đó khóc luôn á. Mà nội ba chăm kỹ lắm, chăm ở nhà về nhà sáng dậy 5 giờ mình cũng dậy, dậy sớm phụ nấu cháo cho cái thằng nhỏ 8 tháng mới làm được có 1 ngày. Cái nội ba để ý làm được 2 ngày, ba để ý mình nấu sao sao tới ngày thứ 3 là dành nấu hết trơn luôn rồi, tự ấy tự làm hết luôn. Mình dậy chỉ có hai mẹ ngồi uống sữa uống đồ chơi thôi, rồi cái xay cháo cho nhóc cái hồi đi làm. Bà nội phải làm ở trường, phải dành tắm nhỏ rồi làm hết để đó, cái nội làm hết. Chứ mà không cho bà, làm. Bà nội chăm sóc cháu hết luôn. Nội không việc, cho làm. Việc la con là của em. Có la con trước mặt mà. Có bà nội phải thấy xót. Có la thằng lớn, lớn nó cũng ngoan lắm, cũng học giỏi nhưng mà nó khỉ. Tối ngày ôm iPhone, iPad rồi nó ôm, nó chơi rồi cái mình la, mình sợ nó bị, nó cũng cận. La nó tối ngày. Bà nội không có nói, mà nội thấy nội buồn buồn, xong cái nội nói ngọt lại, kêu nó cái là nó nghe lời. Sao nội không binh la lại con dâu? Binh ơi, sợ nó lần nó sống sợ mẹ nó. Kệ nó, phải la con dâu chứ. Không dám đúng, la. Đúng rồi, đang la nó, mà nó binh bắt chớn nó, mình binh nó bắt chớn nó. Bữa nào la con dâu bữa đi. Trời ơi. Coi nào la ổng không? Ổng đâu có làm cho la ổng. Không dám la ổng đâu, giận, ổng cửi chết, ổng giận. Không la, không dám la ổng. Đó, hồi đó cô biết yêu năm mấy tuổi? Hồi đó có chồng 18 tuổi á. Sớm vậy? Mà không có yêu gì hết trơn, cái tự đâu lại coi rồi cái ông già mà già gã rồi là có chồng luôn chứ không có yêu. Tự nhiên lạ vậy đó hả? Ừ, không có yêu, không có thương gì hết trơn á. Rồi vậy sao cưới nhau rồi yêu được? Yêu rồi dở luôn nha. Rồi bao nhiêu lâu rồi mới yêu được cô? Không biết yêu. Rồi từ từ hả luôn chứ không có biết từ thương gì hết trơn á. Hồi đó không có yêu thương chứ không có yêu trước mà nhưng giờ đó. Tự nhiên đâu lại vậy rồi cưới vậy đó hả? Có, cũng như cô của ông ở gần rồi thấy mình vậy cái mới là mai vậy đó. Ừ, chứ không có thương. Rồi lúc gặp mặt đầu tiên vậy là ngại không? Mà không biết mắc cỡ gì chứ hồi đó tôi ngồi hồi đó 18 tuổi rồi hồn chết không mắc cỡ mẹ chứ. Ừ, hồi đó tới tôi bây giờ 70 mấy rồi mà đâu có 18 tuổi đâu, mấy chục năm rồi hồi đó sao? Đời xưa đó không. Là mai là sáp luôn. Ừ, mai là ổng chịu, ổng gã thì chịu luôn à. Rồi vậy sao cái hung đầu tiên là ổng hung bả? Ờ, không có cái hung gì đâu. Hồi đó chứ phải như giờ đâu. Gặp nhau hung đâu. Chọc cô chơi chút cho nó vui chứ thật sự đây là con người rất chất phác nha. Bây giờ nói gì là là kể đó luôn á. Rồi tôi hỏi hồi chắc kể tới chuyện khác. Tôi thì tôi quê mùa lắm. Đâu có quê tình, đâu. Thật tình dữ lắm, không có nói gì. Dạ. Bữa nào về Thành Trị ghé thăm cô ha. Thành Trị trên đường đi Bạc Liêu á. Ờ đúng rồi đó. Dạ. Dưới có gì ăn không? Có nhóc luôn. Đặc sản là gì cô? Hành. Bánh bía hả? Chốc chăn bánh bía. Nhưng mà nhà cô có gì ăn? Mà mình không có thì mình mua. Chứ trong nhà thì trồng trái cây đâu không, chứ đâu có làm được. Ừ.
Nếu mà con Lê Lộc về cô đãi món gì? Bây giờ Linh muốn ăn cái gì, với Lộc muốn ăn gì là cô đãi cái này. Cháu Lộc đi. Có cái gì đó thì cô Dư nấu luôn. Cô nấu cổ nè. Nấu cổ á, nấu cổ cuối đó. Ủa vậy đó hả? Tầm vậy đó, bữa nay không phải khoe nha. Quá nổ. Nói cho biết gì nè. Chứ mà đều không phải khoe mà đều nói cho biết gì. Dạ. Vậy thì đám cưới, đám cưới con trai mình là cô có nấu không? Đám cưới ở nhà thì mình không có nấu, mình không lo đó, lo vui không lo. Bạn bè lại nấu tiếp vậy đó, rồi mình tới đoàn nhà bạn bè mình lại mình nấu. Nếu như hai vợ chồng cãi nhau á thì cô sẽ bên ai? Theo tình huống. Tình huống nào nói thằng kia chồng nó lắng nước lá thì tôi gầy chồng nó. Dạ. Không rồi. Có luôn gì đâu được. Dạ. Dạ. Rồi hai ông bà cãi nhau ai xuống nước trước? Giận rồi nghỉ luôn, không làm gì giận luôn luôn mấy ngày luôn vậy, rồi chừng nào hết giận nói. Rồi ai khều ai trước? Ổng nói chuyện chứ ổng làm quen á, ổng kiếm mình làm quen, ổng hỏi này hỏi kia vậy đó. Vui quá, mẹ vui quá chị hả? Ở nhà em nói chuyện mẹ không ấy chứ. Ủa ông hả? Xã cũng ít nói, với ông cũng đi công tác không, đâu có nhà. Có bao giờ em ghen chồng em mát với mẹ chồng? Cũng có một lần, bạn của ông xã thời phổ thông sao ông lên đây nè, nhờ ông xin việc làm giùm. Ông xin vô rồi xong cái bạn đó cứ nhắn tin hoài canh 11 giờ, 12 giờ đêm. Nhắn tin cho ổng rồi kêu rên nói thử việc á, bị nó hành nó mắt đứng mỏi chân đồ tủi lùm la. Ổng ngủ mất tiêu rồi, 11 2 giờ ổng ngủ dễ vậy, chỉ có em thức thôi. Tại em làm đêm em về em thức. Tao nghe em thức em lọc tin nhắn xong em delete. xóa sạch luôn. Xong cái mấy ngày sau nó hẹn uống cà phê vậy bạn, cái ổng đi cơ mà ổng phải không nói uống cà phê đâu, ông nói đi gặp bạn chút. Em biết rồi, biết địa điểm luôn mà biết rồi, cái em hỏi đi uống cà phê phải không? Ông không nói cái hoài cái tức mình kể ra xong cái không cho đi cái cự ổng lên làm dữ lên cái nói ổng phải chặn Facebook chặn đồ luôn chặn số ra trước mặt thì không mấy là biết tay đi ra khỏi nhà. Gọi điện về nội nói hả không cho thằng nhóc đi về thăm nội luôn không thèm nói luôn giận quá đó, đó. Lúc đó có mét nội nữa không mà nội sao bên đây gọi điện mét mét thì mình gọi điện lên con á, mình gậy nó, nói ừ sao con làm gì vậy vậy đó. Nó đi uống cà phê mà có gì đâu vậy. Nó phải nó nói uống cà phê không chị đâu. Cô gậy sao cô? Cô la hả? Gậy con đừng làm vậy, gia đình hạnh phúc con đừng có cũng như bạn bè con có muốn cái gì thì con nó thì nói bạn với vợ con con xin chỗ đó cho nó này nọ cũng nói nhiều vậy lắm, nó cũng nghe. Cũng nghe. Con tôi nó thương tôi lắm. Nói chung là mét cứ mét mẹ. Mẹ không à? Rồi hôm nay có. Con của cô với chồng của em có gửi chương trình một lá thư ha. Người đưa thư đọc ha. Gửi đến hai người phụ nữ mà mình yêu nhất trong cuộc đời này. Gửi vợ. Cảm ơn sự yêu thương và hy sinh của vợ dành cho ba và con. Vợ đã dần thay đổi suy nghĩ và khoảng cách gần gũi hơn với gia đình bên chồng. Đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất đối với người đứng cửa giữa như anh. Hồi xưa em lúc đó bên nhà em cả không có cho quen ổng, không cho lấy ổng. Cái em mới nói thết yêu. Thết không ai khác được. Em nói vậy, em nói vậy tính ông hiền, học giỏi, chịu khó lắm. Xuyên rồi vậy á, em chỉ thích vậy thôi. Còn chồng em không quan tâm, ba mẹ hiền được rồi. Còn cái chuyện của hai vợ chồng là tự người ta làm, tự bàn tay làm nên, không có cần gì hết á. Em nói vậy, cái hai vợ chồng tự ấy hết. Thôi về cũng tốt, ha, tự đi lên. Nhắn với vợ rằng vợ hãy quan tâm và chăm sóc bản thân mình thêm chút nữa, bớt lo chuyện bao đồng lại nhé em. Gửi má. Con là con trai nên tính hay ít nói, nên nhiều khi con không bày tỏ cảm xúc như con gái. Nhưng con biết được sự vất vả khổ cực của má. Từ khi má làm dâu bà nội cho đến giờ già rồi mà thấy má vẫn cực. Con sẽ cố gắng để cuộc sống má sau này vui vẻ hơn và không phải lo lắng điều gì nữa. Con yêu má. Có bao giờ con trai nó nói với má điều đó chưa? Nó thì nó không có nói. Nhưng biết con trai mình yêu mình không? Biết à. Thấy nó nói nhiều cái chuyện khác á thì mình thấy nó thương mình dữ lắm. Cô có mong muốn rằng á là một lúc nào đó con trai mình nó về nó ở chung với mình không?
cũng mong muốn mà chắc không có thể, bởi vì nó có nhà có cửa rồi, nó đâu có thể về ở với mình được. Hay là hai ông bà lên ở với nó được không? Không được luôn nữa. Tụi mình cũng có nhà có cửa dưới nữa, lâu lâu thân nhớ thì lên thăm, nói nhớ thì nó về dưới vậy thôi. Con có mong muốn điều gì con dâu của mình không? Tôi thấy con tôi như vậy là tôi cũng vừa bụng lắm rồi, còn không còn muốn gì nữa hết. Dạ. Ngày hôm nay chị muốn nhắn nhủ đến mẹ chồng điều gì không? Nhắn là rất yêu mẹ. Đã bao lâu rồi không nói yêu mẹ? Không có nói luôn nha. Không có nói luôn. Bây giờ hai mẹ con đứng lên ôm nhau cái nào. À, ôm mẹ cái đi nè. À, ôm chặt vô. Hồi đó giờ khi nó về quê nó bao giờ ôm mình vậy chưa? Không có ôm, bữa nay mới nhờ được lên đây mới ôm nó. Nói chuyện đâu gần gũi đâu có chứ không ôm. Ở nhà còn ổng có ôm cô thường xuyên? Không đâu, không ôm. Có giờ cũng tự động ôm ổng không? Không luôn. Sao vậy? Cuộc đời cần, rất cần những cái ôm. Cái ôm để cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Về nói nhắn với chú nó, Quỳnh Linh nói lâu lâu ôm tôi một cái coi. Cảm ơn Quỳnh Linh. Cảm ơn Quỳnh Linh đó. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, con thay mặt chương trình xin có phần quà dành tặng cho cô. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio ạ. Dạ. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Và một phần quà nữa đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ.